Rồi, kênh Hai Lúa Săn Bắt chào các bạn nha. Nay tiếp tục đi câu cá rô nha các bạn. Nay anh câu đường kinh lục bình các bạn ơi. Này chỗ này chỗ mới nha các bạn. Đây cũng thấy có người ta câu nè các bạn ơi. Người ta dọn rồi nè. Giờ mình kiếm chỗ nào mình dọn cái điểm mình câu nha các bạn. Lục bình không à. Rồi mời các bạn theo mình câu cá nha. Chọc được cá rô bành chi các bạn ơi. Rồi con đầu tiên nha các bạn. Dính được cá rô nhỏ nha các bạn. Con này nhỏ mà nó lâu quá trời các bạn. Rồi, được cá này là chút sọc bành kia các bạn ơi. Rồi, chín cá rô cũng được bạn. Còn cũng được nha. Rồi, lên cái chút sọc bằng kia các bạn ơi.
chọt chút sọc nữa nha các bạn. Con cá chốc sọc bự nha các bạn. Con này cơ có trứng thì nó nóc nữa các bạn ơi. Cái cá các bạn, không biết cá gì. Này chắc cá gô nó lôi vô bờ các bạn ha. Các bạn. Con này cũng bự các bạn. Mà nó ốm nhách à. Được cá chốt nha các bạn. Chốt bạn ơi. Dính cá rồi coi. Rồi cá chốt bạch kia các bạn ơi. Bá luôn. Dính cá chốt bạn ơi. Tiếp tục cá chốt bạn ơi.